Xin chào các bạn. Xin chào các bạn và các anh chị em hâm mộ thứ dâu tai này. Nhất là các em trẻ nhỏ. Các bạn biết không? Đây là những cái cây cái mô mà mình mua được hơn 3 tháng rồi các bạn. Cây này cái mô này gọi là cây dâu tây nhặt hoa đỏ các bạn. Cái loại này các bạn biết không? Đẹp thì có đẹp đó các bạn. Mình cũng thích đẹp. Mua về 5 chậu này các bạn này. 1, 2, 3, 4, 5 chậu này. Không phải 5 chậu mua 5 cây cái mô các bạn ạ. Cái cây cái mô nó hồng và bán mình chỉ có 5 phân thôi các bạn ơi. Bằng cái lá này này nhỏ hơn cái lá này tí đi. Cái cây cái mô của họ nhỏ giống như cái lá cái xíu xíu 5 phân đó các bạn ạ. Nhưng mà mình về mình chăm bây giờ nó ra bông ra trái đi các bạn. Bữa hôm trước mình cũng hái trái đỏ để mình ăn thử rồi. Các bạn thấy đây không? Nhưng mà chua các bạn ơi. Trái cũng còn nhỏ nữa mà chua. Bây giờ mình muốn hái hết cái đợt hoa này nữa này. Nhưng mà bây giờ mình quay cho các bạn coi để các bạn biết. Mình cũng không ham cái này lắm. Tại vì đẹp cũng đẹp nhưng mà trái ăn thì nó chắc có lẽ nó cũng không được ngon và cái dâu niêu của mình mà mình đang trồng ngoài đất đi các bạn này. Nói về cái dâu của mình truyền thống là mình trồng bằng ngó với bằng hạt không các bạn. Ương bằng họ bằng hạt giống li ti trên này này các bạn này, hạt giống li ti ở trên cái trái. Mình ương mình trồng hoặc mình lấy ngó mình trồng các bạn. Mình thấy có hiệu quả kinh tế hơn cái này đi. Cái này 3 tháng đầu chăm bất mệt. Mà nói cho đúng là cái cây cây mô nó rất là nhỏ bé lắm. Rồi ship cho mình đó là về tới đây dạy 20.000 cây các bạn. Nhưng mà đều cái mình thấy trái ăn thì ngay cũng mỏi mòn đây. Tại vì cây chậm phát triển là tại vì cái môi trường của họ làm với mình ra nắng cho nó chịu nên nó khó rằng. Cho nên có lúc mình để nó tốt mù mà có lúc mình thấy nó còi rồi nó ra bông cũng dở lắm. Đẹp thì có đẹp nhưng mà trái ra bông nó chỉ siêu các bạn này. Nhiều bông thì cũng trái nhỏ mà mình ngát hết bông mình trái cái hoa cũng nhỏ, cái trái cũng nhỏ. Nhiều lúc mình ngáp hết trơn, mình ngáp có bữa mình bắt tiệt hết trơn để cho nó phát triển. Mà cuối cùng giờ thấy tiếc quá quay phim đã, rồi bữa mô ngáp các bạn. Một ngáp đi, ngáp bỏ nhưng phát triển cây thử như thế nào. Hôm trước có vài ba trái mình để thử, mình ăn cũng hơi chua. Chua quá. Thua cái giống niêu của mình này. Giống niêu của mình mà mình trồng mấy cái cây này đi 2-3 năm rồi nó nứt ra tùm lum. Không cần phải trồng lại đến năm thứ hai đây. Các bạn thấy cái niêu ra trái lớn dễ thương mà ngọt nữa các bạn. Đến một mức độ chín đỏ ngày mai mốt hái trái này là ăn ngọt. À mình có một số mà cây như vậy thì các bạn này mà mình không có cái điều kiện để mình trồng được này. Mình mong là cây này hồi xưa mình làm giống để mình trồng các bạn, bây giờ nó còn lại này. Mình thích mình suy nghĩ mình thấy các bạn ủng hộ cây của mình đó. Mình rất vui nhưng mà có nhiều bạn cần giống. Mình thích là mai mốt mình hỏi thử bưu điện hay là các chỗ người ta ship hàng giao tay này các bạn này, mình hỏi thế họ lấy tiền ship bao nhiêu mình gửi mình tặng cho các bạn những cái lọ cây như vậy đó. Cái cây như là vậy mình để miết rồi mình phải tưới nước các bạn, để trong cái bồn đất cái xíu xíu đây nữa nó phát triển cũng dở lắm nhưng mà nó sống, mình tưới nước nó sống. Mình thích là thấy các bạn ủng hộ mình muốn đi ăn các bạn mình cũng vui đi ăn các bạn. Mình lấy những cái cây này mình đi ăn bằng cách là mình gửi ship cho các bạn này. À một bạn vài cây để trồng cho vui. Mình quá trời đi các bạn, còn phía trước nhà mình nữa. Nếu cần mình ship luôn những cái bịch lớn thì cũng được. Nhưng mà bịch lớn thì hơi nặng. Mấy cái bịch này thì khỏe, bịch nhỏ nhỏ như vậy khỏe. Bịch nhỏ như vậy là mình chắc mình ship được. Ship vài bịch là không bao nhiêu tiền ship. Chứ còn nhà mình thì toàn là trong bịch này nhiều. Bịch lớn này với cái bịch lớn này tới 4 kg, 3 kg. Ship rất hơi khó. Mình muốn tặng cho các bạn cho vui thì các bạn hỏi mua cái giống mà mình bán ở đây bao nhiêu cái
cây mình bán với cái giống giỏi lắm nè, cây thì tốt mình bán hoặc là 5.000 cây thôi để lấy lại cái tiền đầu tư ống nước, chẳng thà để tri ân các bạn mà hắn còn vui hơn á. Rồi sau này thôi. Tại vì mình muốn đầy ơn đáp nghĩa cho các bạn đó, cho nên mình ưng là có dịp mình sẽ hỏi bưu điện nó ship được, mình sẽ gửi tặng cái giống cho các bạn. Nếu như nó thiếu mình mai mốt mình sẽ lấy những cái ngó các bạn, mình làm cái bịch cho nó vừa đủ nhẹ để mình gửi ship, chứ bịch mình vô hơi lớn để mình trồng là hắn nặng lắm. Ngó bây giờ cũng có đấy các bạn. Bên này như bây giờ mình không để ra trái thì nó ra ngó các bạn này. Muốn có giống gì ồ mày, mình không để ra trái là nó mọc ngó ra. Thấy sáng ngó ra đây này. Nè các bạn thấy, như vậy mình đưa vô bịch nhỏ nhỏ cho các bạn. Mình không cần ra trái nữa cho ngó các bạn. Cái này mình tưới nước vô là nó đưa ngó ra liền á, mà mình phải tỉa cái lá thì mới có trái. Đây ra mấy cái ngó mình để ý đây. Nếu như mình có thời gian mình lấy ngó này mình tặng các bạn, mình ra trong cái nhỏ nhỏ mình tặng cho bạn, cái bịch nhỏ nhỏ mình có thể tặng cho các bạn được. Cái này để làm giống thôi, không cần thiết. Mình không cần thiết xíu xòa. Đó các bạn thấy không, những cái chậu như vậy này các bạn này những cái chậu như vậy là vừa đầu tết mình trưng mình đem vô này, không kịp tết đâu đâu không kịp, nó bữa nay nó mới trái nó mới lớn mà nó chưa đỏ này, còn để một đống đây các bạn này để hái trái cho vui. Nhiều người họ cũng cần rồi, họ cũng tới họ hỏi nó mua cái này nữa các bạn, mà nó nặng quá các bạn, thế này mình vô đất hơi nhiều, tại vì cái chậu nhỏ quá mình muốn vô đất để nó có thể đủ đất nuôi dưỡng cây, cho nên mình cho đất nhiều. Ở đây thì giỏi lắm, ở đây là 40-50 ngàn một chậu đi, nhưng mà đều cái bán cũng ế lắm các bạn. Như cái chậu này vừa qua tết nhiều đứa nít nó mua cũng được 50 chậu, còn đây cũng quá trời đây. Chẳng ta trồng ngoài đất cũng khỏe hơn tốn tiền chậu công quá các bạn. Đó các bạn thấy không, đây này cái bao xi măng như vậy mình làm trên hơn 100 cái bao như vậy này. Bao xi măng đây, bao xi đây, mình làm như vậy mình trồng nó không có tốn tiền mua chậu, chứ còn để chậu cho nhiều ra mà cuối cùng là mất công phải nhỏ giọt vô nữa, nhỏ giọt vô rồi chậu cho nhiều mà cái tiền đầu tư nó quá cao. Ví dụ như mình làm cái ống nước đây mình mua đó có thể là cả triệu mấy bạc tiền ống nước đây rồi các bạn. Có một số dâu nó già nó lớn trước nó ra trước, còn cái đám này là chưa ra các bạn này, đám này chắc có lẽ cũng khoảng là nửa tháng nữa bắt đầu ra hoa, bây giờ mới ra ít ít thôi. Đám này là cả nửa tháng, một tháng nữa mới ra hoa. Ở đây mới ra ít sơ sơ. Các bạn thấy nhiều không? Ống nước đầu tư vô đây. Ống nước đầu tư vô mà chưa lấy được lại cái công sức gì trời. Thôi các bạn chia sẻ cho các bạn mấy việc cho vui vậy thôi. Nếu như các bạn cảm thấy vui vẻ thì nhớ đăng ký giùm cho mình một lần nha. Để mình vui vẻ và làm việc cũng như là làm nhiều cái video cho các bạn xem. Cảm ơn và chào tất cả các bạn nghe. Thôi. Tạm biệt.